Tiếp tục nha cả nhà, sẽ nói về vấn đề gia đình nhà gọt sẻo ha. Lên live stream mà thấy toàn có nói khán giả là cá cha cá rồ đau đầu thiệt đó. Cả vợ cả chồng á, cả vợ cả chồng nói khán giả là cá cha cá rồ không à đó. Mà bán vé số kỳ này bán mở đại lý vé số rồi, đại lý vé số với lại cái gì dạng như là vừa bán bánh chèo vừa bán vé số bán linh hồn. Em nói cho cả nhà nghe này, bán cái gì cũng không được đâu, mà cứ lên live là nói là anh Năm sẽ phù hộ cho những ai mà đàng hoàng. Đúng rồi, anh Năm sẽ phù hộ cho những ai đàng hoàng là chính xác đó, đúng chính xác đâu đó. Nói chuyện nói đúng không à? Chú Năm chú phải phù hộ cho những người đàng hoàng là đúng rồi, còn những người không đàng hoàng chú đâu có phù hộ, đúng cả nhà ha. Mà đặc biệt đó là chú Năm chú phù hộ cho con gái của chú này, đúng không? Đó mới là điều quan trọng. Còn bây giờ nói cho cả nhà nghe là bây giờ cứ lên live nói dòng đạo đức không à, rồi đem cái câu chuyện mà ngày xưa không quen biết nhau cứ đem ra những câu chuyện không có để mà kể cho khán giả nghe, để mà lấy lòng khán giả, lấy lòng thương hại, hiểu không? Cái dạng như là hai chồng á, dạng như cứ kể giết á, kể giết thì coi như là khán giả là cũng thương hại cái kiểu đó. Nhưng mà cái nào ra cái đó à, nó nói thiệt đó, chứ giờ sống ở kiểu đó thương gì nổi, thương không nổi đâu đó. Hai chồng lên live stream là coi như là ăn xong tối ngày nói khán giả cá cha cá rồ không à. Đó, thì cái vụ vừa rồi là cả nhà cũng đã biết là bà Ni bà kêu là ví dụ như sạc pin với tin áo đó, kêu về mua miếng đất kế bên chú Năm đó để làm bài thơ đó, làm cho bằng được á, mua miếng đất kế bên chú Năm làm bài thơ ha. Làm bài thơ đó để làm gì không biết luôn. Rồi không làm á thì coi như là người ta đi qua đó người ta không có, người ta không nói này nói kia, mà thử làm đi, thử làm đi xem, mà đến đến cái bên làm cái miếng đất cái bên đó mà để bài thơ đờ của con Tao Nguyễn chỗ đó đi, để xem khán giả đó người ta đi qua đó người ta làm gì biết liền à ha. Người ta khinh bỉ cho người ta coi như đi qua người ta nhổ nước miếng chứ đừng nói. Tại sao không xứng đáng, cái bài thơ đó không xứng đáng với chú Năm, đúng không? Đúng không? Cho nên mình thấy cái Facebook của con Canada nó nói là chưa, mọi người thấy chưa, bài thơ mà tặng cho chú Năm á là con Mã Lai là bà Ni đó nó đòi khất lên mông. Ơi giời, bài thơ mà tặng cho chú Năm mà cuối cùng là bà Ni bà nói khỏi cần tìm miếng đất mà khất trên mông bà được rồi. Bà kêu mông bà chưa khất gì hết. Mông bà chưa khất gì hết. Có muốn khất thì bà cho khất. Đó, thấy chưa? Không biết nhục là cái gì á. Không biết luôn á. Bây giờ là coi như là để cho quạt xèo xuống đại diện. Ở dưới khu vực cái mộ á. Để xem tình hình là như thế nào. Rồi cho thằng Hàn Sáng xuống quỳ lại vái lại dữ lắm. Với cái thằng gà trống nuôi con. Thằng AT đó. Mà hai cái thằng YouTube đó thì xuống ở đó để làm gì, đúng không? Nên tụi nó dạng như tụi nó đi bảo vệ. À đúng rồi, đi bảo vệ mẹ con cọt xèo ha. Bảo vệ đi, chúng nó là YouTube cái đó là nó cũng chia máy cho nó quay cho mặt à, yên tâm đi, bảo vệ lỗ nào bảo vệ nó cũng vẫn quay cho mặt, không có đường nào thoát hết, đúng không cả nhà ha. Để mình đọc mấy cái comment bên bên khu vực bên 67 ha, để cho cả nhà xem ha. Thì hôm qua mình cũng có thấy thằng Hà Sáng nó lên nó hát livestream, tiếp tục hát cái bài mà cô gái Bạc Liêu á, hát không ra gì mà cứ lên hát sợ thật đó. Chú Năm chú hát hay,
như vậy mà nó lên nó hát bấy nhảy luôn. Nó còn về hát cái bài gì, cái hát cái tuồng là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài của chú Năm cũng vậy, hai đứa nó lên nó diễn bấy nhảy có ra cái gì đâu, đúng không? Còn chú Năm chú diễn rất là hay, thấy không? Rất là hay ha. Mà coi như sao, coi như là nó thì nó diễn này thôi rồi ha, thôi rồi ha, không còn gì để nói, đúng không? À, thì bây giờ là tình trạng là bây giờ là mình sẽ nói về cái vấn đề về cái vấn đề mà tôi nói, ví dụ thằng Hàn Sáng nó hát cái bài Cô Gái Bạc Liêu á, nói chung là rào mà nó em nghe nó lên nó hát livestream lần nào 10 lần là lép 18 lần nó hát cái bài đó, công nhận thật. Bộ nó không còn bài nào thì nó hát cái bài ấy sao ta? À đúng rồi, nó ngồi Bắc Nam. Mà quan trọng là nước ngôi gì mới được, đúng không? À cái gì ông bảy hoa la ông kêu là con nó qua lớp nói nó phải biết nghe lời, nói cháu nó dạy cháu nó ra ngoài đường phải ngoan biết nghe lời. Vậy vậy sao biết dạy nó như vậy mà bản thân mình thì không ra gì, mà con mình thì đến từ còn là đi cái gì đi dạy một đứa con coi như là con của Hàn Sáng. À, con của Hàn Sáng Hàn Đệ thì lại tỏ vẻ là giống như con ruột của mình á. Còn con ruột của mình thì lên trên cộng đồng mạng từ rồi nói những cái lời không ra gì, đúng không? Cho nên tại sao bản thân mình không ra gì mà lên cố tô vé lên là coi như ăn nói tô vé lên cho màu mè lên để cho sao để giống như mình là con người đạo đức, cả hai chồng luôn, cả hai chồng luôn, cả con trèo nữa, dám kinh khủng thật. Nên tại sao mà cả nhà biết sao ông lên ông khen thằng Hàn Sáng lắm, ông kêu cháu nó ngoan lắm. Xong bắt đầu là xuyên qua cái vụ mà ý là ông dạy con ông đó là đi ra ngoài đường là phải ngoan với cháu nó lấy phép lắm, được cái nó ngoan với này kia kia nò với lại nó chịu nhịn nhục. Giờ chả nhịn nhục tiếng làm gì ai, đúng không? Thì bây giờ nó là có con của con cọt xèo, đúng không? Bây giờ cọt xèo nó lấy ông, rồi bây giờ nó nhịn, nó cố nhịn để sao? Để coi như là nó lấy cái vị trí, nó là cháu của ông Năm, đúng không? Để nó đi đâu nó ca nó hát á, để nó bơ víu cho tôi là cháu ông Năm nè. Dù sao á tôi hát dở hát tai thì tôi cũng vẫn là cháu ông Năm nè. Để sao để cho anh ta nể, ha, cho ta nể. Nhưng mà đâu phải ruột thịt người ta đâu, đúng không? Bây giờ ông có cố lên, ông có tỏ vẻ, ông có nói là nó là con ruột tôi, nó chính thức là con ruột tôi, nó là cháu ông Năm, thì đó là cái chuyện của ông nói, đúng không? Còn người ta đâu quan tâm, người ta chỉ biết được rằng là giờ cháu ông Năm, ruột chính thức là chỉ có bùm bùm với Mỹ, đúng không? Còn ngoài ra bây giờ ông có lên ông tô son má phấn lên đi chăng nữa thì Hàn Sáng vẫn là Hàn Sáng và Hàn Đệ vẫn là Hàn Đệ, đúng không? Không có gì khác hết, cho dù có ngàn đời hay ngàn kiếp nó cũng vẫn vậy, đúng không? Nên bây giờ tại sao mà mình bắt đầu lại đá xéo qua nó? Ngày xưa anh Năm dạy các em cái gì cũng kêu anh Năm dạy, quá cháu kỳ á, kêu ba má dạy phải thế này phải thế kia, anh Năm dạy cũng phải thế này phải thế kia. Tại sao mình không nghe ba má? Tại sao cũng chịu khó làm ăn mà tại sao ăn chơi chắc tán mà để cho chú Năm làm trả nợ 20 năm trời cho đến khi mà chú ốm đau bệnh tật chú chết đi, đúng không? Tại sao vậy? Tại sao mà mình lại không biết lo lắng làm ăn? Tại sao vậy, đúng không? Đó nên tại sao mà mình không làm được mà cứ tối ngày cứ lên ra giả là nói giống như là biết nghe lời. Nếu mà biết nghe lời thì đã không đi ăn chơi bán nhà bán cửa của chú Năm đi, đúng không? Thì đã nếu mà biết lo làm mà biết nghe lời cha mẹ với ông chú Năm thì tới bây giờ là vợ chồng nhà ông là vẫn được người này người kia đi mời cây ca đi hát mà quán bánh xèo còn thậm chí còn bán đắt với lại ở như thế này này. Với bây giờ vợ chồng ông đã có nhà cửa rồi, đúng không? Nhưng mà bởi vì chính vì ông nói nhưng mà ông không bản thân ông không ra gì
bản thân vợ chồng ông không biết nghe lời cha mẹ anh dạy mình đúng không, mà cứ ăn chơi chắc tán cả vợ cả chồng luôn. Cho nên nó bây giờ cái nhà đâu có ở đâu mà cứ tối ngày lên nói cái giọng điệu là à, con mình ngoan lắm, à, thằng anh chẳng biết nghe lời. Cái bản thân ông cũng đàng hoàng tử tế, lúc nào cũng nghe anh Năm dạy, lúc nào cũng nghe cha mẹ dạy. Cha mẹ với anh Năm nào mà dạy như vậy, đúng không? Nếu mà biết nghe lời á, là bây giờ là cuộc sống của ông nó khác rồi, nó không phải khổ như vậy đâu. Đó, bán cái gì cũng bán tới giờ tôi bán tới vé số luôn, thấy không? Bán tới vé số này, tới mai mốt là đại lý vé số và bán ế là cái đứa con nước sao? Phá sản. Phá sản là cuối cùng trao lại đồi nón lá với mặc bộ đồ bà cọt chào với ông, là hai chồng từ nghệ sĩ mà cho đến đi bán vé số luôn, đúng không? Thấy không? Hay quá. Và nghệ sĩ lớn à, à nghệ sĩ lớn đến mức độ mà đi bán vé số. À, bây giờ thì còn vốn á, thì đại lý đó mới mở ra mà. Mới mở ra thì coi như là mượn được số vốn để làm đại đại lý. Sau này bán thời gian bắt đầu ế, hiểu không? Bắt đầu ế. Ế cái bắt đầu tài nghe bà cọt chèo bà live stream mà nói à, thí dụ mà à, mình có bán ế thì mọi người ủng hộ, à, chưa bán và nó biết là mình bán ế, tức là nó xác định rồi đó, đúng không? Cũng đang biết là mình bán ế rồi. À, bà ấy cũng chính mình, bà nói là trời ơi sao lại mình nói mình bán ế, à, thì đúng không? Tự mình khai khẩu, mình tự mình biết là mình bán sẽ ế, thấy không? Đúng rồi, bán cái gì mà không ế, đúng không? Bán vé số đáng lý ra người ta mua của đáng lý ra nha, là người ta ủng hộ thì người ta mua giùm mình, nhưng mà cuối cùng người ta ghét mình, người ta không mua của mình mà người ta mua của cái bà B, đúng không? Ví dụ bây giờ đáng lý ra vé số thì có không phải là mình lựa số mà số nó lựa mình. Nhưng mà ở hai chồng ăn ở đàng hoàng thì có phải là sướng không? Đó mở ra giờ bán là ta mua gèo 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 đúng không? Ta đi qua ngang qua ta mua ủng hộ mấy hồi là hết. Bán ngàn vé đến vài ngàn vé cũng hết luôn đúng không? Nhưng mà bởi vì do ăn ở không có đức, thất đức cho nên là bây giờ bán vé số. Thay vì ta mua của mình giờ ta không mua nó ta ghét, ta mua của người khác. Những người khác đi ngang qua tôi mua của cái người B, người C kìa, của ông kia, bà kia kìa. Đó, ví dụ như ông đi xe đạp hay là bà đi lội bộ, người ta quắc lại người ta mua. Chứ người ta mua, người ta không mua của hai chồng nhà ông, đúng không? Đó, tôi thất bại nó ở chỗ đó. Dù bán vé số cũng không ai mua, đúng không? Không ai mua ấy. Đó, tới từ đó mà nó sẽ ế. Mà ế là coi như phá sản. Phá sản là cuối cùng ai chồng đi vòng vòng nội bộ bán vé số luôn, còn công của nước dẹp đúng không? Dẹp là của nước là ca thì cũng không ca được, mà hát cũng không hát được, cả năm cả đời được có cái show, được có một cái hai cái show hát bên thằng kia tế giáp lấy gì mà ăn. Còn thằng ngàn chẳng nó hát kiểu đó thì ai là cái người mà thuê nó hát, nó hát dở như chơi cớ như đó đó. Giờ bán vé ra mà cứ nghe mà có mấy cái ca sĩ dũng như vậy, ai mà là cái người bỏ 500 ngàn ra đi mua vé để mà nghe làm gì, đúng cả nhà, nghe làm gì? À, trong khi đó là thiếu gì ca sĩ hay, thiếu gì những cái dạp hát diễn ai mà đi bỏ 500 ngàn ra mà xem những cái người xà lăng xà lê như vậy, đúng không? Đúng không cả nhà? Không. Cho tới bây giờ coi như gia đình nhà ông là thất bại hoàn toàn. Làm cái gì thất bại yên tâm, vé số vé chiếc ai bán ai mua đâu mà vé số, bán được mấy vé rồi cuối cùng ôm số bán vé cho đại lý vé số. Không lẽ giờ cứ ăn xong là cứ đi trả người ta hoài, trả người ta hoài người ta ghét, người ta cũng ấy à, người ta cũng đâu có để cho mình, là cuối cùng mình phải ôm ôm là cuối cùng đâu có lời một vé số bao nhiêu tiền gì đó, mà ôm khoảng một ngày bao nhiêu vé, mấy trăm vé, ví dụ ngày bán 500 vé đi mà giờ ôm hết 200 vé lấy gì có lời cả nhà. 2 triệu đó, 200 vé là 2 triệu đó. À, mà cả nhà nghĩ đi, 2 triệu mà giờ ôm xô là tại vì biết sao không? Vợ chồng nhà ông à, chơi ba chú ba miền quen rồi, nghĩ ôm xô là thế nào cũng có ngày trúng, ngồi thấy ai chồng ngồi nói là thế nào cũng có ngày trúng số, đúng rồi trúng số trúng gió thì có. Nói thẳng với chú bảy hoa lao yên tâm đi, à, ôm xô giết thì có ngày trúng gió. Đi cấp cứu thở oxy vì cái vụ mà vé số bán ế
rồi cái gì à, bánh bánh chèo, bánh chèo bán vé số mà kèm theo bánh chèo vé số mà ship theo bánh chèo nghe chưa à, không nếu à, mỗi người mà mua hai cái bánh chèo là phải kèm theo mấy tấm vé số mua vé số tự chọn hiểu không, xong bắt đầu là kèm theo ship, ship vé số qua với bánh chèo qua bó tay luôn để xem tình hình nhá, xem tình hình là bán được bao nhiêu ngày là bắt đầu phá sản đúng chú bảy hoa lao đúng không, còn không thì ôm sâu luôn đi để mà trở thành đại gia với triệu phú luôn đó. Đau bỏ đau đầu thật, từ một nghệ sĩ lớn mà giờ chuyển xuống bán bánh chèo kèm vé số bây giờ đau cả cái ruột